Vâng, xin chào các bác nha. Em lên sóng con 8080DB mới về, hàng đấu giá eBay về trong sáng ngày hôm nay. Những cái sản phẩm như là 5000X, 7070, 80DB, 90DB thì nó về lai láng, lai rai, có khi một tháng mới có một con nha bác. Tại vì hàng mà gửi máy bay về nó khoảng 20 ngày nó mới tới nha các bác. Và đây là con 8080DB. Các bác sẽ thấy được mấy con em mới bán thì cách nhau khoảng 15 ngày các bác, khoảng tầm nó hay hơn. Đây, tập con đuôi, còn tem luôn 3 nha. Đẹp còn long lanh. Những cái sản phẩm này là dòng gọi là vừa nghi vừa trưng bày, về âm sách của nó thì không cần phải bàn nữa các bác, nó hay rồi. Nó là thuộc vào những top của hãng âm ly hay của hãng Sansui rồi, 80DB. Về công suất và lực đánh thì không lo nào có thể mà làm khó em nó hết. Cơ bản là đồ đẹp này các bác cùng ngắm với em này. Đấy, từ những cái file này, hàng chắc Mỹ về này các bác. Chạy 4 cầu điện nha, hiện tại đang sử dụng điện 110 đấy. Bác nào mình muốn xài điện 220 thì phải chuyển điện nha, chứ không phải để nguyên bản từ Mỹ về mà cấm điện 220 không được nha. Các bác nhìn này, từ nấm nút này, đấy, xong tròn. Mạch đẹp là không tì vết nha, những sản phẩm này bên em chuyển là tiện rất là kỹ càng hết. Đạt tiêu chí để các bác vừa nghi vừa trưng bày. Những cái con này mà trưng bày đẹp lắm, các bác để trong phòng khách và ở trên nữa là những cái đầu led hoặc là những con Akai nữa là hết bài luôn. Rồi là hết nước chấm luôn nha. Con này thì em vẫn giao các bác là 32 triệu bao gồm với ship nha, máy là máy sexy vàng nha. Bên em chỉ sưu tầm những con máy sexy vàng thôi, còn sexy trắng thì nó sẽ rẻ hơn khoảng 2 triệu nha. Sexy vàng thì nó đắt giá hơn, đẹp hơn, ngắm nghía nó đẳng cấp hơn và giá trị bền bỉ về sông sườn thì nó vẫn lâu hơn. Đây các bác cùng xem này, đồ đẹp, đồ chi tiết từ ốc ác này. Đấy. Chỉ có những con máy mà nước ngoài về nó mới ra được cái những cái thành cái chi tiết như thế này, nó mới con như thế này quá. Ốc ác này. Tại vì không khí bên đó nó tốt lắm quá và họ lưu giữ cũng kỹ. Nên mình với độ ẩm nó cao quá nên là những cái nó không có giữ gìn được như bên nước ngoài được nha. 4 cầu điện, 3 trầu loa nha. Máy thì em bảo hành nguyên zin được kiểm tra kỹ lưỡng hết rồi, trước khi hàng đi em đều làm video và test cho các bác chủ hết. Nên các bác yên tâm nha. Giờ là em chỉ là báo và sản phẩm hàng về và quay chi tiết sản phẩm để các bác cùng ngắm. 8080DB và chỉ có một con duy nhất mới về luôn. Tại vì những sản phẩm này là thuộc sản phẩm hot nên là nó ở tầm tiền trên 30 thì nhiều các bác lựa chọn ấy. Tiếng hay, dễ ghép, lo nào chơi cũng được. Trưng bày thì tuyệt vời rồi. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong nha. Giá 32 triệu bao ship. Nếu chuyển khoản đủ em sẽ bớt 300.000. Đỡ tốn tiền phí thu hộ tiền nên em sẽ bớt 1% là 300.000, còn 31 triệu là 700 nếu chuyển khoản đủ. Còn cọc tiền các bác cọc giúp em khoảng 10% nha. Còn nhận hàng các bác thanh toán số tiền còn lại. À quên báo series nha các bác. Con này series là 1524. 1524. Series cuối quá, 91524 nha. 91524. Rồi, em mời các bác cùng xem nội thất bên trong để các bác không chờ lâu. Đấy, em mời các bác cùng xem. Này các bác thấy cái đồ đẹp nó chưa? Những con sexy vàng em tuyển chọn cực kỳ là kỹ lưỡng để về phục vụ các bác này đấy. Và chỉ có một con duy nhất thôi. Sexy là từ chân máy nó đẹp ngất ngay nha các bác. Sexy ốc ác vật ươm. Sexy vàng thì nhìn nó bách mắt hơn sexy trắng nha, và nó giá trị hơn và độ bền sexy nó cao hơn nên nó sẽ đắt hơn so với sexy trắng vài triệu là chuyện bình thường. Nhưng cơ bản là phải tìm được những con sexy vàng để của các bác, ai cũng thích vàng các bác, thì giờ bằng vàng nó cũng khói. Máy thì em bao zin tuyệt đối nha.